Hen là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp gây gánh nặng bệnh tật, giảm tuổi thọ và giảm chất lượng cuộc sống. Đây là bệnh mạn tính không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, có thể điều trị dự phòng, kiểm soát cơn hen tối đa bằng chính sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Bệnh hen phế quản có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng trên thực tế bệnh thường gặp ở nữ giới nhiều hơn nam giới, đặc biệt là nhóm trẻ em và người cao tuổi. Trường hợp hen ác tính hoặc là những trường hợp hen điển hình thì chúng ta nhận biết rất là dễ dàng bằng các dấu hiệu. Thứ nhất là người bệnh có cái dấu hiệu ho, khò khè, nặng ngực, khó thở. Cái dấu hiệu này thường xuyên xuất hiện và hay xuất hiện về mùa đông nhiều hơn mùa hè, hay xuất hiện về nửa đêm buổi sáng nhiều hơn là ban ngày. Những người bệnh có thể là cứ 1 đến 2 giờ sáng thì có những cái cơn khó thở, nặng ngực, ho, khò khè và bệnh nhân phải ngồi dậy, vịn vào thành giường để thở. Khi thay đổi thời tiết, thay đổi mùa, bệnh nhân cũng có thể có những cơn hen nặng hơn và xảy ra nhiều hơn, thường xuyên hơn. Còn đối với hen phế quản mà thể không điển hình thì có hen phế quản thể ho, bệnh nhân thường chỉ có ho khan và cũng hay xảy ra về nửa đêm về sáng và khi thay đổi thời tiết. Còn đối với hen phế quản thể nặng ngực thì bệnh nhân chỉ có thấy dấu hiệu là nặng ngực và tức ngực, bệnh nhân cảm thấy như bóp nghẹt ở lồng ngực mà không thở được, có khi phải ngồi dậy hoặc là nằm đầu cao hoặc là phải vịn thành giường mới thở được. Những tác nhân có thể dẫn tới bệnh hen bao gồm yếu tố môi trường như khói, khí bụi, hóa chất, phấn hoa. Bên cạnh đó, các tác nhân khác dễ gây dị ứng như tôm, cua, các yếu tố gắng sức cũng có thể gây nên những cơn hen phế quản. Trong cơn hen phế quản có sự co thắt cơ trơn phế quản và viêm đường thở, lòng phế quản bị phù nề, dày lên, hẹp cả đường khí trong và ngoài. Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khò khè, khó thở. Nếu không được phát hiện và điều trị bệnh sớm có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, giảm chức năng của hệ hô hấp gây ra tình trạng xẹp phổi, nhiễm khuẩn phế quản, tràn khí màng phổi hoặc suy hô hấp. Vì vậy, sớm phát hiện các dấu hiệu bệnh, thực hiện đo chức năng hô hấp hoặc dựa vào triệu chứng lâm sàng theo dõi đánh giá phân bậc hen theo tần suất xuất hiện cơn hen, người bệnh sẽ được bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị cụ thể giúp kiểm soát cơn hen tối đa. Với hen phế quản thì cái phương pháp điều trị cũng giống như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đó là chúng ta dùng các thuốc xịt hít. Tuy nhiên nó khác là các thuốc xịt hít này sẽ có corticoid và thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài. Thì hai loại thuốc này phối hợp cùng trên một bình hít và chúng ta có thể sử dụng thường xuyên hàng ngày. Tùy theo mức độ của bệnh, hen bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 và bậc 5 thì hen bậc 1, bậc 2 thì thường là chỉ sử dụng corticoid cộng với thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài cùng trên một bình hít và chúng ta sử dụng liều thấp cũng như là khi cần. Còn đối với hen bậc 3, bậc 4 và bậc 5 thì chúng ta phải sử dụng liều trung bình, liều cao và khi cần có thể phối hợp thêm các cái thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài. Phải xem bệnh nhân có các cái bệnh kèm theo như là trào ngược dạ dày thực quản hoặc là các cái viêm mũi, viêm xoang dị ứng khác để chúng ta có cái phương pháp dùng thuốc phối hợp để đạt cái hiệu quả điều trị cao hơn. Bên cạnh việc điều trị tích cực, bệnh nhân cũng nên hình thành những thói quen sinh hoạt điều độ và lành mạnh để tăng cường sức khỏe, duy trì luyện tập thể dục thể thao hàng ngày, tập thở kết hợp với chế độ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng. Đặc biệt, cần tránh tiếp xúc với bụi bẩn, khói thuốc hoặc tác nhân dị ứng khác để hạn chế sự phát triển của bệnh, tránh tái phát. Ngoài ra, khi thời tiết lạnh phải giữ ấm cổ, ngực, không được dùng nước lạnh, tránh gây cơn hen cấp. Mỗi năm nên tiêm phòng cúm một lần, 5 năm nên tiêm phòng phế cầu một lần để hạn chế được các bội nhiễm cũng như nhiễm các loại virus khác có thể gây nên những cơn hen cấp.